Tình hình sức khỏe của ba bệnh nhân trong vụ xe tải tông vào nhà dân Hai trong ba bệnh nhân nặng vụ tai nạn xe tải tông vào nhà dân hiện đã tỉnh, còn một bệnh nhân hôn mê tiên lượng rất nặng. Sáng ngày 24 tháng 3, thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận ba bệnh nhân nặng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vào chiều ngày 23 tháng 3. Theo đó, tính đến sáng cùng ngày, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Vê, tài xế xe ô tô đầu kéo biển số 92H000.01, remote 92R010.51 bị choáng tủy đa chấn thương, chấn thương cuộc sống cổ tổn thương tủy cổ, gãy đầu dưới xương quay trái. Hiện bệnh nhân tỉnh, yếu liệt tứ chi. Còn bệnh nhân Nguyễn Nhất S, phụ xe nói trên, bị chấn thương sơ so não nặng, gãy xương bãi dài trái, gãy xương đòn ngón V bàn tay phải. Hiện tại bệnh nhân hôn mê tiên lượng rất nặng. Cả hai bệnh nhân này đang được điều trị tại Hồ sức ngoại thuộc khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Riêng bệnh nhân Trần Chân Khờ, người dân tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa đang điều trị tại khoa ngoại tổng quát trong tình trạng đa chứng thương, xuất huyết chế nhận chứng thương gan. Hiện bệnh nhân tỉnh, quyết động ổn. Tại bệnh viện, chị Trần Thị Nở, con gái của bệnh nhân Trần Chân Khờ cho biết, hôm 23 tháng 3, ông Khờ được bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để điều trị bác sĩ nói hiện tại gan của ba bị chập nặng đang điều trị bằng thuốc nếu ổn thì sẽ mổ sau khi vào bệnh viện được truyền nước thuốc và máu nên nhìn ba đỡ hơn so với hôm qua hiện tại bác sĩ nói có thể cho ba ăn cháo và uống sữa được rồi tuy nhiên do con yếu nên ba chỉ mới uống được sữa con gái ông khờ cho biết chị nở cho biết ba mình thường qua quán nước của nhà hàng xóm chơi uống trà bình thường trưa cả nhà hay gọi về ăn cơm nhưng trưa hôm qua nghĩ rằng để ba chơi từ từ về sau đó tự dưng nghe tiếng đùng thật to cứ tưởng nổ lớp xe mẹ chị nở chạy qua tìm thì thấy ba chị nằm trong đống ngổn ngang lúc nhà mới sập do điện chưa ngắt nên người nhà không thể vào cứu ban đầu thấy ba nằm im bất động sau đó thấy có cử động mới biết ba còn sống sau khi cắt điện người dân mới vô kéo ra được chị nở kể lại vào chiều ngày 23 tháng 3, xe ô tô đầu kéo biển số 92H 000.01, Romoc 92R 010.51 do tài xế Nguyễn Ngọc Vờ sinh năm 1991 trú tỉnh Thái Bình điều khiển lưu thông theo hướng Nam Bắc trên xe có phụ xe là Nguyễn Nhất Sơ sinh năm 1980 trú tỉnh Ninh Bình khi đến địa điểm trên đã gia vào phần trong mốc của xe ô tô đầu kéo 79H 011.45 kéo mốc 79R 005.88 do tài xế Trần Thanh Hoài sinh năm 1978, trú tỉnh Khánh Hòa, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau gia chạm, xe ô tô đầu kéo 92H000.01 mất lái, chuyển hướng qua phải, gia vào một xe ô tô tải nhỏ, biển số 79H. 202.61 đang đổ bên lề đường cùng chiều, trên xe tải không có người và làm cho ô tô tải bị hỏng phần đầu bên trái. Sau đó xe ô tô đầu kéo 92H 000.01 tiếp tục lao vào lề đường, đâm vào một nhà dân và một mái tôn nhà bên cạnh. Dù tai nạn đã làm ba người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị, ba xe ô tô hư hỏng, nhà cấp 4 bị sập.